Rồi chào anh em, chào các bác nhé. Thì tiếp tục chiều hôm nay em về được hai đôi loa Boss ha, và cũng đầu khoảng 5-6 cái trầm Yamaha VGF800. Giá này về tốt, về nhiều, đẹp lắm các bác ơi. Đây, và trước tiên em sẽ quay cặp bốn Boss 401 ha, 401 tuyệt đẹp. Cặp này thì không có thùng xốp thôi, là giá rẻ hơn, nhưng mà đẹp thì đẹp như thiếu thùng xốp, không có bị cấn mớp bể mẻ ha, tróc xi miếng tèo tí tèo nào cả ha. Lo rất là đẹp đó, đây là nguyên mộc luôn anh em nhé, lo đẹp keng ha, lo đẹp keng cho các bác chơi nè. Giờ giá của con 401 hôm nay thì nó là 10.500.000 bao ship toàn quốc anh em nhé, 10.500.000 con màu vàng ha. Đó, rất đẹp luôn đó. Đó, 10.500.000 rất đẹp luôn, trùng seri hết nha các bác nha. Và tiếp tục thì chiều nay em về thêm một đôi 501 series 4 nguyên zin ha, nguyên zin cho bác khách ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Coi anh em thấy vân nó trùng đẹp kinh khủng ha, trùng vân rất là đẹp đó. Đó, thùng quách là tuyệt vời, nguyên keo chưa vệ sinh luôn đó, em zin nha. Đấy, cặp này thì vẫn có giá là 18.500.000 các bác nha. Đó, 18.500.000 bao ship cho bác khách ở Vũng Tàu nha. Đây là con trầm Yamaha, trầm Yamaha VGF800 nha, VGF800 đây. Hôm nay em về một lô này là khoảng 6 cái. Đây là một con, còn cả tô lô nè, đẹp keng nha. Đây là một con ha. Đây là con thứ hai đây. Đây là con 515. Ở đây là bốn con nữa đây, VGF800. 1 2 3 4 đó. Là tổng cộng là em đang có 6 con VGF800 để cho anh em chơi nha. Giá hôm nay về cực kỳ tốt luôn nè, rẻ hơn vài trăm ngàn so với những cái đợt hôm trước. Thì VGF800 hôm nay chỉ có 12.500.000 một con thôi nha, 12.500.000 một con, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Đó, 12.500.000 một con anh em nha, giá này tốt cho anh em chơi. Và cặp loa Boss là 10.500.000 ha. Rồi tiếp tục luôn. Đây, hàng về bao la. Đây là con Đờ Nông, con MD Đờ Nông 1000, MD 1000 anh em nhé. Con này thì giá bình thường em đang bán cho anh em mức 6 triệu, hơn 6 triệu tùy con. Nhưng mà hôm nay con này về là hoạt động hoàn hảo, nhưng có cái lỗi nhỏ, nó xấu thì giá nó tốt lắm nè, lỗi nhẹ. Em khui ra em chỉ luôn nha. Đây này, nó gần như là nó bị không phải là cấn, mà nó làm như là nó trúng vô, đại khái là người ta trúng vô cái hộp quạt hay cái chiếc nhẫn gì đó. Nó có tí tẹo đây, bên đây thì có cái dấu đây nữa nè đó. Và giá nó tốt anh em, rẻ hơn 1.000.000 đồng. Giá con này em bán cho anh em với mức giá là 5.000.000 đồng thôi nhé. Hoạt động hoàn hảo, giải mã MD 1000 nhá, MD 1000 của Đà Nông, mặt nhôm phay màu vàng chanh rất đẹp ha. Những cái bộ này chúng ta kết hợp với những con Amly Đà Nông 2000 đây là tuyệt vời nè. Giá có 5 triệu thôi ha. Đây là một con. Rồi tiếp tục con thứ hai, em vui từng con nha. Con thứ hai là con MD. Con này là MD của Sony anh em nhé. Con này con Sony GA3ES đây. Con này màu đen. Con này thì tiếng nó hay lắm. Chủ yếu em bán con này anh em để chơi giải mã chứ không phải là chơi MD. Con này thì MD em không có bao nha, nhưng mà giải mã không cần mồi chúng, cho nên chúng ta chơi giải mã thôi. Con này thì giá thị trường hiện tại nó tầm khoảng 6.000.000 đồng một con nếu mà là chạy MD. Còn con này là không có chơi giải mã và MD, nhưng mà chơi giải mã ok, không cần mồi, tiếng rất là hay. Và giá con này chỉ có 4.500.000 anh em nha, 4.500.000 ha, một con màu đen. Đó, đẹp, rất đẹp nha. Rất là đẹp luôn, chơi chạy giải mã nha. Rồi, tiếp tục luôn. Đây là con CD Đà Nông 1650 Gold Limited nha, là 1650 GL đây. 1650 GL, máy rất đẹp, hai hồi gỗ nha. Khiển riêng giá là 10.500.000. Hôm nay về tiếp tục một con. Hàng mới vừa về em vừa khui thôi. Vệ sinh cái nó ok ha, máy rất đẹp. 10.500.000. 10.500.000 anh em nhé. Một con duy nhất, 1.500.000, máy rất đẹp luôn, có khiển riêng nha. Đó, một đời CD Đà Nông 1650 GL nha. Đó, một con tiếp tục 10.500.000.
Con này là con ba chức năng của Sony nha. Là ba chức năng của Sony, hôm nay về một con tiếp tục. Rồi, quá đẹp. À, rất đẹp nha anh em nha. Ba chức năng vừa CD, MD ha, và giải mã. Con này thì có giá là 6.300.000. À, bao gồm cho anh em là một cái đĩa dòng cộng dây quang, đĩa MD anh em nha, dòng cộng dây quang để anh em chơi. 6.300.000 MDX40 nha. Đó. Rất là đẹp nha. Rồi, một cái con hàng siêu hot đây nè. Một con lọc xì siêu hot đây. Ui, dưới đất vàng, lời đất vàng. Một con lọc xì cực kỳ hot anh em nha. Victor C80 nha, Victor C80. Đẹp keng. À, đít vàng khè anh em nha. Đó. Cực kỳ mới luôn. Đít vàng khè Victor C80, con này có giá là 11 triệu anh em nha. Bác nào đặt thì quay lại nhắn tin gọi lại phone giúp em nha, 11 triệu ha. Có một con duy nhất thôi nha. Đẹp keng, ruột gan bảy màu anh em thấy nè. À, lưng bọng là ok tuyệt vời mặt trời luôn đó. Đẹp luôn, những cái dấu này dấu để thôi chùi nó ra ha. À, cái đít nè. Vàng khè. Đó, rồi nha. 11 triệu ha. Có chỗ bác nào đặt em thì quay lại alo em nha. Rồi. Đây là một con GR22. Đây là con giải mã MD của Sony, đĩa dòng đầu này là đời đĩa nuốt anh em, rất là đẹp. Tiếng rất là hay. Mắt này mắt đời mới dễ thay, con 22 mắt đời mới. À. Rồi, con này thì đang nè, đẹp keng nha. Không tì vết, mặt mũi rất đẹp. À, lưng bọng mà rất đẹp luôn cho anh em chơi nha. À, thì con này nó đang có cái mức giá giải mã là con này nó có hai cổng optical luôn ha, hai cổng code, hai cổng up, một code, một analog ra. Con này để nuốt bấm chạy ra chạy vô giống như CD nè, để rất là đẹp. À, mặt nhôm phay. À, con này thì đang có cái mức giá là máy không là 9 triệu đồng bao ship nha, có khiển nha. 9 triệu đồng bao ship có khiển. Và anh em hình như em đang về một cặp cái hồi gỗ cho nó để em lên coi, khoảng hơn 500.000 chút. Lên là rất đẹp ha. Đó. Anh em nào lấy sao thì báo em nha. Con này có khiển 9 triệu. Chưa tính hồi gỗ nha anh em nha. Rồi. Đó, đẹp rất đẹp. Tiếng rất hay anh em. Rồi tiếp tục một con nữa là con lọc xì. À, đây là con lọc xì Victor CR7. Thì con này hôm nay em về theo cái... hôm nay những con này là rất là hút. Và nó hết hàng liên tục. Hôm nay chỉ có một con nữa thôi. Mà con này là bắt khách ở Hải Phòng ha. À, bắt khách ở Hải Phòng đã đặt trước em rồi nha, chuyển tiền rồi thì em chỉ quay cho anh em biết là hàng về em giao thôi. Con này đẹp keng luôn. À, mặt mũi không tì vết, xuất sắc nha. Đó, đẹp xuất sắc luôn đó. Con này thì vẫn giá cũ là 9 triệu anh em nha. Rồi, con này thì khách chốt rồi, mới vừa khui ra đây. Rất là đẹp nè, đích khu là gym mới luôn, nó cho khách luôn. À, nắp lưng là ok luôn đó. Rồi còn một con cuối cùng, còn hai con nữa chứ không phải con cuối cùng anh em. Đây là con ấm ly nè, con này mới đó hôm là mới là hay nè anh em. Đây là con ấm ly LOD anh em nhé. À, LOD HA610. Thì con này mặt mũi là đẹp xuất sắc cho các bác chơi. Con này xài đánh những cái lo Mỹ cổ, những lo cứu đầu cứng đầu là đánh ok hết. Nó mạnh hơn cả 7.825 mã nữa. Mà giá thì bình dân lại rẻ, máy rất đẹp ha. Con này thì đang có cái mức giá là 7 triệu đồng anh em nha. 7 triệu đồng, tiếng rất là hay. Anh em ghép với những cái dòng ví dụ như là Advent Mỹ cổ rồi đó, đánh hay lắm, ruột gan đích khu là 7 màu luôn nè. Tuyệt vời luôn ha. À, rất đẹp, 7 màu luôn. Đó. Rồi ha, con này thì hai tụ lục nguồn khá là to, sò đến sò sắt. Đó. Ruột gan 7 màu, máy đẹp cho anh em chơi giá 7 triệu đồng, có một con duy nhất thôi. Rồi, một con cuối cùng nữa đây, một con hot đây. Đó là Amly Đờ Nông, hôm nay em về tiếp tục là một con Amly Đờ Nông. Đờ Nông 1500R2 la mã thùng xốp anh em nhé. 1500R2 la mã thùng xốp. Đây. Ha, nguyên thùng xốp, con này đẹp xuất sắc, đẹp keng nha. À, 1500R2 la mã thì con này đang có mức giá là 12.700.000 nha.
12.700.000 các bác nha. Thì theo cái giá về em canh em bán thôi. Đó. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này là khỏi lo rồi. Em khui luôn nha. Cho anh em xem nè, giấy tờ còn đầy đủ ha. Đó. Đây. À, khiển sách, khiển ha. Nó bển nó đóng lót đây là khiển rin nè. Rồi khiển nó về ha. Có dây nguồn luôn, không quấn trong bọc hết luôn đây nè. Đó, dây nguồn Nhật hai chân nè, đầu nối nè. Em khui luôn cho anh em coi mặt mũi nè, em chốt ngay á. Rồi, rồi cái mặt lại cho anh xem luôn. Hấp lại luôn. Đây nè, đẹp keng. Đó. 1.500 rồi, hai la mã thùng xốp này là dơ ha, máy mới về chưa vệ sinh đâu. Đó. Đó, đẹp keng không tì vết nha. Giá 12.700.000 nha. Rồi thì em hôm nay về được bao nhiêu đây hàng, anh em nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Giá trên là bao ship toàn quốc. Nếu anh em nào ship cọt lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cọt nha. Xin cảm ơn.